Động tác thứ nhất, cho hai lòng bàn tay vào nhau để làm nấm. Áp hai lòng bàn tay vào hai mắt, giữ nguyên trong khoảng 10 giây. Lặp lại 5 lần. Động tác này có tác dụng lưu thông mạch máu trên mắt, giúp mắt được thư giãn và làm dịu mắt. Động tác thứ hai, đặt hai tay ở phía trước, tay phải đưa sang bên phải rồi về vị trí cũ, mắt nhìn theo tay, làm tương tự với bên trái. Động tác này giúp tăng khả năng tập trung, làm khỏe cơ vận động nhãn. Tay trái đưa lên phía trên rồi về vị trí cũ. Tay phải đưa xuống phía dưới và đưa về vị trí cũ. Lưu ý, mắt nhìn theo tay, mỗi động tác lặp lại 10 lần. Động tác 3, đặt hai tay ở phía trước, tay phải đưa vòng tròn theo kiểu kim đồng hồ. Mắt nhìn theo tay. Tay trái đưa vòng tròn theo chiều ngược lại. Mỗi động tác thực hiện 10 lần. Động tác này giúp tăng khả năng điều tiết của mắt. Động tác thứ tư, dùng ngón tay trỏ day ấn lần lượt vào các huyệt tình minh ở khóe mắt, quảng trúc ở đầu lông mày, ngư yêu ở giữa lông mày, tí trúc thông ở đuôi lông mày, thứ khắc ở giữa và phía dưới mắt. Mỗi động tác thực hiện 10 lần. Động tác này giúp thư giãn mắt, chống mỏi mắt và một số bệnh về mắt như viêm mí mắt, viêm màng tiếp hợp. Động tác thứ 5, dùng ngón trỏ và ngón giữa bắt đầu từ đầu lông mày, xoay vòng tròn quanh mắt. Lặp lại động tác 10 lần. Động tác này có tác dụng làm dịu và thư giãn mắt rất tốt. Vừa rồi là 5 động tác để giúp chúng ta có thị lực tốt hơn. Hãy dành 15 phút mỗi ngày để tập cùng Bob nhé. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy like và share video này.